Nè, tao nói cho chị rảnh nghe nè. Mày bớt lường gạt người ta rồi mày bán hàng là một. Hai nữa, mày muốn chửi người ta mày đi kiếm người ta. Người ta có địa chỉ nè, số thoại tao rõ ràng nè. Thấy không? Địa chỉ tao rõ ràng nè, mày đi kiếm người ta. Chứ mày đừng có ngồi mà nói chuyện, mày đừng là bộ mày lên mày coi bói coi tai. Rồi bắt đầu cái mặt mày như cái lờ của người ta vậy đó. Giống như mày uống máu lờ của người ta vậy, mày ngu, mày không biết cái nào giả thật nè. Cho mày coi thiệt nè. Nè, chính hãng nè. Mày nhìn đi. Nè của người ta là có ở trên này mày thấy không, có cái dòng màu trắng nữa nè, nè thấy không, còn nếu mày nhìn đi, còn mày nhìn kỹ nó đi rồi trước khi mày nói với ta đây nè, mày nhìn nè, cái dòng của ta nè màu vàng ánh kim nè, mày nhìn thấy không, đây cái mặt lờ của mày á, uống máu lờ giết mày ngu. Nhưng mà nhớ nè, nói nghe nè, nhớ là một điều ha, là trước khi nói người ta đi lên kiếm người ta nói chuyện, rồi lên đây còn không có điều kiện nói tao cho hộp kem rồi cho tao gỡ nha. Hiểu không? Nó chứ cái mặt lờ mày bớt khùng đi, mày bước ra ngoài đường thấy chúng quánh mày chích mũ nội mày nha, chúng sợn đầu mày. Mày không có dám đi tới khu du lịch nào mày chơi đông đảo người, mày đâu dám đi, mày đi hết là chắc chắc chúng lên đường nha. Bớt xạo đặng sống bán nè, lên giả hiền giả nai đặng cho tao mua ủng hộ, chứ đừng có làm bộ mày lên mà làm bộ coi bói coi tai rồi xin điện thoại người ta nghe ông nội đội quần với người ta.